Duy Đỗ thân ái kính chào quý vị và các bạn. Trước thềm năm mới, Duy Đỗ thân mến chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang và thịnh vượng. Quý vị và các bạn ơi, hôm nay là ngày 29 Tết, chỉ còn 24 tiếng đồng hồ nữa thôi thì chúng ta đã bước thềm năm mới rồi nha. Thì sự thật hôm nay Duy cũng muốn làm một cái clip về đường phố Sài Gòn vào ngày 29 Tết. Hiện tại bây giờ khoảng chừng 3 giờ chiều quý vị. Duy đang đi trên đường 19, khu vực này là phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Và trước mặt Duy là có một cái con lộ lớn, đó gọi là đường Vành Đai Trong. Ở khu vực này hiện tại bây giờ là chính phủ cho tổ chức bán họ chợ Hoa Xuân quý vị. Duy sẽ chạy một vòng hội chợ Hoa Xuân của đường Vành Đai Trong cho quý vị xem ha. Rất đẹp ha. Các cây mai, các chậu mai người ta đều để giá cả. Đây là đường Vành Đai Trong, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân quý vị. Đây là cái chậu mai rất đẹp và cái vàng bông vàng thọ có cô ngồi bán ha. Rồi Duy mời quý vị đi tiếp với Duy nha. Happy New Year anh, chúc mua mai băng đắc nha. Chúc chiều chiều nay thì tí xíu nữa có nhiều đại gia đến hốt hàng nha. Rồi chúc anh băng đắc bây giờ tới chiều sẽ có nhiều đại gia chạy xe tải đến đây mua hàng. Rồi ở đây là có cái vàng quốc nữa vậy. Vàng quốc Tết rất đẹp ha. Happy New Year nha. Chúc may mắn bây giờ tới chiều có nhiều đại gia đánh xe tải đến mua hàng nha. Thì Duy cũng xin giới thiệu quý vị các bạn, đây là đường Vành Đai Trong thuộc khu vực Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Thì hôm nay là 29 Tết quý vị. Thì tất cả mai Tết của các anh làm rất đẹp. Các anh là những nhà vườn ở các tỉnh miền Tây chăm bón những cây mai cuối năm, làm những cây mai thật đẹp đem đến mùa xuân và may mắn đến cho chúng ta. Thì Duy cũng mong rằng là bây giờ đây tới chiều thì các đại gia, các anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh, khu vực nhà lân cận đây đến đây ủng hộ mua giúp cho mấy anh ha, và đem mai tài lộc đến nhà nha. Ở đây là những cây mai rất đẹp ha. Rồi Duy xin phép chạy vòng qua một thẳng qua đường bên đây, mình đi trước một đường này đi. Wow, đây là đường Vành Đai Trong, đây là đường hội đường hoa Tết của quận Bình Tân quý vị. Và một lần nữa Duy cảm ơn quý vị và thân mình chúc quý vị một năm mới an khang và thịnh vượng. Có anh mời cây mai 2 triệu một cây. Quý vị ơi, 29 Tết rồi. Quý vị nào chưa có mua mai, chưa có mua bông hoa trong ngày Tết thì nhanh chân đến đây để ủng hộ các nhà vườn. Đây những chậu mai cực đẹp quá vậy ha. Anh chị em nào có ưng ý thích một chậu mai nào thì nhanh chân nha. Bây giờ thì 29 Tết rồi, chúng ta tranh thủ đến đây để rinh một chậu mai, một chậu quất đem về nhà chân Tết, lấy lộc đầu năm. Yeah.
những chậu mai vừa túi tiền, chúng ta có những chậu mai có thể chúng ta để lên những cái bàn học cũng được đó. Rất đẹp. À, bên đây là hoa cúc nè quý vị. À, hoa cúc rất đẹp. Rồi bên đây là có những chậu hoa giấy. À, Duy đang đi đường Vành Đai Trong, à, đường hoa mùa xạ, đường hoa Tết, Vành Đai Trong, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân quý vị. Đây những cái chậu hoa giấy rất đẹp. Rồi ở đây có mấy chậu ớt, người ta để giá là 30k, giá rất mềm, rất vừa túi tiền không quý vị ha. Rồi xin quý vị hãy đến đây ủng hộ các anh nha, ủng hộ nhà vườn nha. Chúc anh may mua may bán đắt nha anh. Rồi cầu giúp đây tới chiều cho có một hai đại gia đánh xe tải đến đây tạo vài cây hoa giấy. Rồi cảm ơn anh. Thì năm nào cũng vậy, như thường lệ thì tất cả các nhà vườn ở dưới quê người ta chăm bón chăm sóc những cây mai, những cây hoa thật đẹp đem đến mùa xuân cho người dân thành phố Hồ Chí Minh. Thì quý vị ơi, chúng ta trước sau gì cũng mua thôi, chúng ta nên nhanh chân đến đây ủng hộ cho các nhà vườn. Bây giờ cũng 29 Tết rồi nha quý vị. Ở đây là có những cái chậu hoa người ta gọi là cây tắc nha quý vị, hay là cây hạnh đó, rất đẹp. Một chậu vậy là bao nhiêu anh? 400 ngàn. Ồ rất rẻ hả quý vị. Rồi em chúc anh bây giờ tới chiều thì sẽ có một hai đại gia quất xe tải đến đây tậu hàng rất là nhiều chậu quất cho anh ha. Rồi rồi cảm ơn anh. Wow, chạy ngược chiều luôn rồi. Giờ này là gần tới là người ta gọi là đông ken, tức là ngày cuối năm quý vị. Vui quá. Rồi trước mặt Duy là muôn muôn hoa cảnh, muôn muôn cây trái, cây trái. Kính thưa các loại cây cảnh, kính thưa các loại cây trái. Chúc nhà vườn mua may bán đắt nha. Đó, mấy chậu mai cực đẹp ha, có chậu này đẹp quá quý vị ơi. Đó, chậu này đẹp quá đẹp rồi ha, mình không thể bỏ qua được. Wow, người ta ghép làm sao mà ở dưới là cái gốc mà ở trên là hoa đẹp quá quý vị ơi. Rồi quý vị nào mà có ưng ý thích một cây mai nào đó thì đến đây ủng hộ các nhà vườn nha. Bên trái, bên phải và bên giữa đều có hết hoa cảnh đẹp quá. Đây thì có mấy cái chậu quất gì đẹp quá quý vị ơi. Đây có những cây dừa người ta trồng lên từ những cây dừa gốc mà người ta đánh bóng vô trong cái trái dừa này, rất đẹp quý vị. Ngộ quá hả, nhưng mà như vậy thì hay quá quý vị ơi. Rồi một chậu thì mình không biết người ta để giá bao nhiêu, sự thật thì ngày cuối năm là ngày 29 Tết là Duy cũng không dám hỏi. Còn đây thì có những cái chậu quất, có người ta gọi là cây quất, có người gọi là cây tắc, có người gọi là cây hạnh đó quý vị. Nhà nhà người người. Hello, chúc mừng năm mới em nha.
Rồi đây có những cái chậu mai đẹp quá quý vị ơi. Những người bán bông bán mai là đem điều may mắn cho đến chúng ta. Hiện tại bây giờ Duy đang đi trên đường hoa Vành Đai Trong, khu vực này thuộc về quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh quý vị. Thì hôm nay là ngày 29 Tết, thì Duy cũng mong quý vị tất cả anh chị em của chúng ta, người dân thành phố Hồ Chí Minh, trước sau thì chúng ta cũng phải mua mai mua hoa về chân Tết. Thì quý vị hãy mau nhanh chân đến đây để ủng hộ cho các nhà vườn. Ở đây 29 Tết rồi nha quý vị. Chúc mấy anh mua mai bán đất nha. Chúc bây giờ từ đây tới chiều thì có rất nhiều đại gia đánh xe tải tới mua hàng mua mai nha. Dạ. Dạ, kênh em là Vlog Di Đổ anh. Dạ. Dạ. Phải thì trước sau gì chúng ta cũng phải mua hoa về chân Tết. Thì quý vị ơi, mau nhanh chân đến đường Vành Đai Trong, khu vực phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Quý vị ủng hộ cho các nhà vườn, bởi vì hàng năm thì quý vị biết rồi, nhà vườn chăm sóc làm những cây hoa rất là khó khăn, rất là cực khổ. Thì chúng ta chờ chi, những ngày cận Tết thì hoa nó cũng không đẹp lắm. Bây giờ mai chúng ta mau chân đến đây ủng hộ nhà vườn đi. Đó, thì trong tương lai thì chúng ta cũng phải mua thôi mà. Đây là hoa cúc hả em? Một chậu thì bao nhiêu em? Một chậu này là 600 ngàn một chậu. Một chậu 600 ngàn. Wow, hoa cúc còn tươi còn đẹp lắm. Rồi. Rồi em thay mặt kênh Vlog Di Đổ thân mến chúc nhà vườn của chúng ta luôn luôn thật nhiều sức khỏe, để có thời gian chăm sóc những cây hoa làm đẹp cho đời, làm đẹp cho nhà. Và đặc biệt ngày hôm nay cho tới tối và đến cuối cùng là ngày mai, là tất cả các hoa này sẽ được các khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh đến mua hết cho cây anh ha. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Duy mời quý vị cùng đi với Duy để tham quan đường hoa ngày mùa xuân. Thì con đường này là đường Vành Đai Trong thuộc quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh quý vị. Hôm nay là ngày 29 Tết. Duy mời quý vị cùng Duy rảo bước trên đường hoa này để ngắm những bông hoa. Không những thế mà chúng ta cũng nên tậu một chậu hoa, một cành hoa, một cây mai về chân ngày Tết. Nhanh chân lên quý vị ơi, hôm nay 29 Tết rồi, hoa vẫn còn tươi, hoa vẫn còn đẹp quý vị. Duy một lần nữa Duy thân mến chúc quý vị một năm mới và an khang và thịnh vượng. Hiện tại bây giờ Duy đang đi trên đường Vành Đai Trong, đường Vành Đai Trong thuộc quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, được tổ chức là đường hoa ngày Tết. Bây giờ ở đây thì tất cả các bà con nhà vườn tập trung bán tất cả những cành hoa, cành mai hay là những cái chậu bonsai hàng năm mà người ta đã chăm bón đem đến đây để người ta phục vụ Tết cho chúng ta đó. Đẹp lắm quý vị ơi. Wow, ở đây thì có mấy cây mai khủng nè, rất đẹp ha.
Ở đây không những người ta bán mai mà ta có bán những cái dụng cụ để chúng ta trồng mai hoặc là chúng ta chưng cây. Ở đây là những cái hũ sành, những cái hũ sứ gốm người ta làm đó. Các bạn em thấy cái chậu nè, có những cái con vật mà linh vật rất đẹp à, như chú heo, chú gà, chú thằng lằn nè ha. Đó, bên kia có mấy những chậu bông vàng thọ mà anh để là đồng giá 40k, giá rất mềm, rất rẻ không gì ha. Rồi, mời quý vị đi tiếp với Duy nha. Còn đây là những cây cảnh được gọi là bonsai quý vị, rất đẹp. Đây có gian hàng người ta bán hoa lan vậy. Đây cô có bán bưởi da xanh nữa nè. À. À, rồi em sẽ review phim em quảng cáo cho bưởi chị. Bây giờ tới chiều là sẽ có người đến mua hết cho chị nha. Sẽ có một đại gia nào đó sẽ đến đây tậu hết giá bưởi da xanh của chị. 1kg là 50k phải không chị? Dạ đúng rồi. Bưởi da xanh thì rất ngon đúng không? Rồi em thân mến chúc gian hàng của chị, gian hàng bưởi là gian hàng hoa phải không? À, thì nói chung là tất cả nhà bà con nông dân ở đây thì may mắn bây giờ tới chiều thì có rất nhiều đại gia chạy xe tải đến đây để mua hàng giúp cho mấy chị nha. Rồi chúc mừng năm mới chị ha. Một chậu 5 cây 50 ngàn, tức là một cây chỉ có một cây chỉ có 10 ngàn thôi. Năm nay chính quyền địa phương tổ chức hết con đường vành đai trong luôn quý vị. Thật đẹp ha. Khu vực này là khu vực nhà thờ Thánh Phaolô à.
đây có mấy cái chậu mai rất đẹp quý vị. Đây, chúc gian hàng anh mua mai bán đắt nha. Bây giờ tới chiều là có rất nhiều đại gia đến đây, đánh xe tải đến mua hàng nha. Những ngày cuối rồi, trước sau gì chúng ta phải mua thôi. Các bạn nên nhanh chân đến ngay vành đai trong, ngay chỗ nhà thờ Thánh Phaolô ủng hộ các anh. Hoa giấy rất đẹp quý vị. Chúc mua mai bán đắt nha. Chúc mấy anh cuối năm rồi, còn vài tiếng đồng hồ nữa thì sẽ có rất nhiều đại gia đánh xe tải đến đây mua rất là nhiều chậu hoa giấy nha. Đây là hoa giấy của nhà vườn mình đó anh. Ở nhà vườn mình ở tỉnh nào đây mấy anh? Ở Bến Tre. Ồ, Đồng Hương. Sự thật thì Bến Tre là Đồng Hương của em. Thì thôi bây giờ cuối năm rồi, em cũng thay mặt kênh vlog Vĩ Độ của em thân mến chúc tất cả các nhà vườn chúng ta luôn luôn thật nhiều sức khỏe, rồi gặp nhiều may mắn. Và đồng thời có những cành hoa đẹp để giúp cho đời. Và mong rằng bây giờ tới chiều sẽ có rất nhiều người đến đây để ủng hộ gian hàng của anh ha. Rồi, happy new year với anh. Dạ dạ. Đây, em này cái kênh em gửi cho anh. Rồi, cảm ơn anh nhiều ha. Bà con ơi, trước sau thì chúng ta cũng phải mua thôi. Thì dịp Tết chỉ có một năm, thì chúng ta nhanh chân đến để còn những cái cành hoa tươi đẹp chúng ta chọn lựa. Đây người ta bán mai mà người ta cho thuê luôn nữa vậy. Đó, nếu chúng ta không có tiện mua, chúng ta có thể thuê phục vụ cho mấy ngày Tết nè. Đó, có đủ luôn ha. Wow, đây có mấy chậu quất đẹp quá vậy ơi. Em làm phim thì em review lại cảnh đẹp này. Em thân mến chúc anh và chú may mắn trong những dịp Tết này, tức là chiều nay là hoặc là tới tối hay là có rất nhiều đại gia đánh xe tải đến đây mua rất là nhiều chậu quất cho anh nha. Dạ dạ dạ. Rồi cho hỏi chú nhà vườn thì ở tỉnh nào lên vậy? Bến Tre. Wow, Bến Tre không vậy ta? Bến Tre. Dạ, đa phần Bến Tre là cũng quê ngoại của con. Rồi thôi tình đồng hương, thôi con xin thân chúc chú và mấy anh thật nhiều sức khỏe và vạn sự như ý trong mùa năm mới này ha. Dạ dạ. Dạ dạ, cầu xin rồi giờ tới chiều tối đúng là những gì con nói thì trở thành sự thật. Thì Sài Gòn thì những ngày cuối này trước sau thì người ta có mua thôi. Rồi cảm ơn chú ha. Đây là cái kênh của con, việc chú coi chú ủng hộ. Dạ dạ, cảm ơn chú. Dạ. Rồi Duy mời quý vị đi tiếp. Thì nhà vườn ở đây thì đa phần là người Bến Tre không à. Thì cũng là đồng hương thôi. Đây là cuối đường vành đai trong. Khu vực này thì cũng vẫn còn hoa mai rất nhiều quý vị. Thì đúng như sự thật thì Duy cũng cầu xin cho mấy anh chị em chủ nhà vườn ở đây thật là may mắn trong dịp Tết này. Ít nhiều gì bây giờ tới chiều thì kính mong tất cả bà con của chúng ta ở thành phố Hồ Chí Minh, khu vực quận Bình Tân đến đây ủng hộ mua những chậu hoa, chậu mai cho mấy anh. Ồ, đây có những chậu mai đẹp quá quá vậy. Quá lạc vào giữa rừng hoa luôn. Rồi Duy một lần nữa Duy cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng đồng hành với Duy tham quan đường hoa quận Bình Tân thuộc đường vành đai trong
buổi chiều ngày 29 Tết hôm nay. Duy thân mến chúc quý vị một năm mới an khang và thịnh vượng. Và Duy xin kết thúc lúc clip tại đây và hẹn quý vị clip sau ha. Bye quý vị.